đi chập chập bờ á. Tại gì mà nói nó bốn quá trời nè. Đi cập cập bờ kìa, đi ra giữa quá sâu quá xong rồi. Vô đây là lát súng bầy luôn à. Chào cô chú anh chị nha. Nay có trò mới cả nhà ơi. Nay mẹ Hương gọi Yến Báo nè. À, tía nè, mẹ nè. Yến Báo đi mỏ nha. Tới công chuyện. Em kêu em không đi là có lý do nha cả nhà. Cả nhà cũng không chờ cái màn trò này của em. Đi lẹ để mất dấu nha. A few moments later. Ok cả nhà nha. Bây giờ mẹ Hương nè, Yến Báo với tía cả nhà đang đi mò chim chép với hai ông anh cả nhà. Bây giờ em sẽ ráng lén em đi đặt cái cam trước cả nhà. Với lại mình đeo cái mặt nạ vô mình nấp trong cái bụi cả nhà. Coi một tí xíu nữa phản ứng của mẹ Hương với Yến Báo là như thế nào nha. Ok cả nhà nha. Nói chung là nãy giờ mọi người cũng thấy vậy đó. Bây giờ em lén lén đi lên cúc trên kia. Mình đặt cái cam. Xong rồi mình lấy cái mặt nạ mình núp vô cái bụi nha cái này. Coi một tí xíu nè mẹ Hương nè, Yến Báo có quéo vô cẳng không nha cả nhà.
Bây giờ em lén lén em đi nha cả nhà. Cái tao có đồ nghề. Ok. Thôi không có nói linh tinh nữa. Cả nhà cùng đón chờ cái màn show này của em như thế nào nha. Bây giờ em đi lên em lấy cái mặt nạ cả nhà. Tới công trình hôm nay với em đi. Sao mà thoát được. Đi cặp cặp bờ kìa, đi ra giữa quá sâu quá xong rồi. Vô đây là lát súng bày luôn mà. Chưa có con nào gì vậy? Vậy? Chết rồi, gót quá rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Sao vậy? Sao vậy? Nhận nước tôi như vậy? Cái gì? Có gì đâu. Trời mơ. Mơ gì? Sao mày thấy gì trong này? Cái gì không đó? Có gì đâu. Trời ơi. Tôi thắng ma. Ma nó ma giờ này. Thôi về đi. Vừa làm gì? Nè, khổ quá. Con thấy cái gì trời? Dạ. Dạ làm gì? Dạ dạ. Dạ tí thôi. Bắt chút nữa. Ôi dạ. Trời đất ơi là trời. Làm chứ chạy. Nãy ngủ mày không biết mà đây à. Nhà buồn quá vô đi chơi. Mất ốc mất hến rồi hết rồi. Mày lôi tao đâu vậy? Làm sợ gì trời? Má không sợ sợ gì? Ai làm mới ra muốn về sau luôn rồi. Cho cái mặt nạ mày. Má mày. Ai ngủ không chịu đi. Ngủ gì? Cái nón tao luôn rồi. Gì vậy? Quăng lại đại con nè. Nó phồng gì cái nón tao không? Má mày. Rồi banh khác cái nón luôn rồi. Chứ vậy mua cho cái nón ơi. Mẹ mày. Tao đủ đi thì mày không đi.
Làm vậy có ngày chết người á. Chơi chết gì? Nè bỏ cho gửi đi thôi, mò phụ cho nè. Mẹ con gì mò nãy giờ có một miếng à. Ba không thấy hồng luôn á. Trời ơi, nằm đâu trong lùm tre nó mới chia. Má mày, mày ngủ mày đi mà không đi rồi mày đâu nằm trong này làm gì nữa đi. Mẹ. Làm gì sợ gì vậy trời? Má không sợ, sợ gì? Hồi nãy mẹ sao mẹ không thấy sao? Nguyên một cái đầu thụ lù, tôi tưởng đâu trùng trọng chết tôi chết tới nữa. Trùng trọng là gì? Con trùng trọng mà. Mà chết. Mẹ nha mày. Mẹ đừng có tiếng ở đây mẹ, nghe mẹ. Mẹ mà không chết rồi. Tưởng đâu trùng trọng chết cái này nổi lên đưa cái đầu lên. Ơ. À. Đi không cái lùm này. Con già nó đi đâu nữa rồi. Mẹ có cây châm chơn không mẹ? Cơm rồi cơm. Cây cái gì á? Cây dầu điều. Ông thành tinh nữa. Gì nữa? Dài. Thôi tao đi tao hỏi anh. Ở chơi. Chơi gì? Quýnh cái muốn bể cái đầu chọc luôn vậy. Rồi xong. Gì? Thôi vậy. Nhìn nè. Lũng vớ hả? Chạy mất vớ luôn hả? Hả? Dài sao tụt vớ luôn? Tao không biết còn đâu. Ừ. Bó tay. Rồi gớt ở đâu? Nặng mà. Hai khi nãy giờ có chỗ mà hoài. Tới con chuyện nữa. Ai không bỏ chìa khóa lên trên kia. Rồi. Hồi nãy thì sợ ma, giờ tới tới đi mò chìa khóa. Con mò con ốc bự lắm á. Nó bự ghê. Mò chìa khóa đi kìa. Cái nằm trong cái dấu chân á. Ôi dạ. Sâu quá giữa gì hai nha. Nguyên cái gai liền. Gì nữa, gì la ngoài trời. Có đứng như đường mình giới tại chỗ đó không biết. Đó là không? Đường mình giờ giữa không? Ok, cả nhà nha. Thôi, mấy chứ à... Bây giờ hãy cho xin kết thúc video đây nha cả nhà. Để mò chìm chép ốc phụ mọi người ha. Đó thì nếu như mà mọi người thích cái màn con này của em nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình rất là nhiều. Thôi bây giờ thì tranh thủ mò cả nhà. Nay được bữa trời nắng, mấy bữa trước mưa không đi đâu cả nhà. Thôi bây giờ mò chim chép nha, để xem là có nhiều hay không em sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Còn bây giờ em